chị Hà có ý định là gửi tặng bài cử tuyệt cho cặp đôi hot nhất ngày hôm nay không? Cái chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta cự tuyệt để chúng ta bắt đầu cái cuộc sống của mình. Không có một ai có thể được quyền làm khổ mình. Bây giờ thà đau đừng để về sau, khi cả yêu quá mới nhận thấy là... À, có một cái bạn comment, à bạn Duy Trần. Bạn nói là, à chị Hà có ý định là gửi tặng bài cử tuyệt cho cặp đôi hot nhất ngày hôm nay không? Chết. Nếu được... Chắc tối nay cũng sẽ gửi đường link cho bạn nữ nhân vật chính nghe. Bởi vì thực ra thì cái chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Và ở bên trong cái câu chuyện như thế nào thì chúng ta không biết được để chúng ta có thể đánh giá hay là ý kiến. Nhưng mà một khi mà tình yêu mà khi mới yêu thì ai cũng nhìn thấy toàn là những điều tích cực với nhau. Đúng rồi. Và khi chia tay rồi thì toàn điều tiêu cực thôi. Đấy thì một khi mà đã nhìn thấy có quá nhiều điểm tiêu cực nhiều hơn tích cực thì tốt nhất là chúng ta nên cự tuyệt cái tình yêu đấy. Chúng ta cự tuyệt để chúng ta bắt đầu cái cuộc sống của mình. Và không có cái gì là muộn cả. Và cũng sẽ không có một ai có thể được quyền làm khổ mình. Chỉ có mình muốn làm khổ mình hay không thôi. Nếu mà bạn nữ share cái bài cự tuyệt hay quá nhỉ. Bởi vì bạn đấy sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng là bạn đấy mạnh mẽ như nào. Bây giờ thà đau đừng để về sau, khi cả yêu quá mới nhận thấy là tháng ngày về sau ta chịu đựng nhau, hiểu tình yêu chúng ta chẳng phải tất cả. Mình có một cái linh cảm, cái người phụ nữ khi yêu á, mình thường hay có một cái linh cảm là cái tình yêu này không cho mình được cái sự an toàn. Cái tình yêu này nó sẽ không thể nào có một cái kết thúc có hậu, thì nên dừng lại. Bởi vì nếu mà cứ cố gắng níu kéo thì khi mà cả hai yêu quá mới nhận thấy là tình yêu của chúng ta không phải là tất cả. Hoặc là tình yêu của cái người đàn ông đấy dành cho mình không phải tất cả. Bây giờ thật đau, đừng để về sau, khi cả hai yêu quá mới nhận thấy là tháng ngày về sau, ta chịu được nhau, hiểu tình yêu chúng ta chẳng phải tất cả.